chào anh em. Và hôm nay mình sẽ làm một buổi đi dạo lần cuối cùng trước khi mà thành phố Hồ Chí Minh mình bắt đầu thực hiện cái chỉ thị 16 nha. Và chỉ thị 16 này sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần. Mong là tất cả những anh em sẽ có sức khỏe tốt để vượt qua được cái kỳ bệnh dịch này. Và vlog ngày hôm nay thì mình sẽ không có nói gì nhiều nha, và mình sẽ chỉ chạy xe một vòng quanh thành phố thôi để cho anh em nhìn được cái khung cảnh của người dân Sài Gòn trong cái trong những giờ cuối cùng trước 0 giờ ngày 9 tháng 7 ngày cách ly nha. Đường phố hôm nay đông lạ hẳn luôn, kiểu như tất cả mọi người đều đổ xô ra ngoài đường để mua nhu yếu phẩm. Bản thân nhà mình cũng mấy hôm rồi cũng phải sắp hàng ở bên siêu thị để mua hết tất cả những cái đồ cần thiết. Thực ra thì mình biết là siêu thị nó sẽ mở cửa xuyên mùa dịch này luôn và không bao giờ bị thiếu đồ ăn đâu, nhưng mà mọi người phải hiểu rằng là cái mục đích của cái việc mà đi chợ trong cái thời điểm này đó chính là để hạn chế tối đa việc bước ra khỏi nhà, chứ không phải là vì thiếu đồ ăn. Má, đông quá. Ooh.
camera thấy không ta? Tối quá. Kiểu như cũng những cái đường mà nó tối như thế này á, là nhà nước tắt đèn hết để cho nó tiết kiệm điện á. Mấy đường tối như thế này mà chạy chậm không có đi nhanh được. Bây giờ chạy ra bên phía Bình Thạnh đi, coi có gì nó khác biệt so với ngày thường không. Hôm nay mình không có đeo găng tay tại vì muốn tìm lại cái cảm giác là lái xe bằng tay trần như thế này để nó có một cái cảm giác nó thật chân thật hơn một chút. Mà nó kiểu như nó sẽ được cái chân thật nhưng mà nó không có được cái độ bám như là hồi mà mình đeo găng tay. Tại với lại cái đeo găng tay của mình nó cũng không có sử dụng điện thoại được, nó không có cảm ứng điện thoại nên là nó hơi khó khăn một chút, hơi bất tiện với mình chút. Thì hôm nay mình không có phải là kiểu muốn chạy quá nhanh, mà chỉ muốn gọi là kiểu đi ngắm cảnh thiếu thôi, nên là mình sẽ bỏ găng tay ra để ví dụ như có chuyện gì đi nữa thì mình sẽ kịp thời mình lấy điện thoại ra mình ghi lại cái gì đó. Đây là con đường D2, gọi là thiên đường ăn uống ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Bình thường nó đông hơn như vậy nhiều lắm, và hôm nay anh em đã thấy đấy, thì đóng cửa gần hết rồi. Tất cả những cái tiệm bán lề đường dẹp sạch sẽ luôn. Chết mẹ, qua luôn, sorry anh em. Lo nhìn quá, không có để ý. Hết. Chưa bao giờ mà thấy đường này nó âm u như ngày hôm nay. Bên đây thì giăng dây luôn rồi, what the fuck luôn. Má, tình hình mà kinh doanh mà kéo dài thế này là rất là nhiều doanh nghiệp nó sẽ phá sản. Thật là thấy rất là đáng tiếc.
cái micro mà nó không có bị bắt gió. Mình thật sự đang rất là khó chịu về cái chuyện mà cái micro mà nó cứ bị dính gió hoài. Mình đã cố gắng tìm cách mọi cách để gọi là khắc phục cái chuyện chiến gió này bằng việc là thay micro nè, thay cái đầu mút của micro nè, mà không hiểu là sao vẫn có gió nó vào trong micro và mình đang kiểu như rất là bất lực về chuyện này. Nên là gần đây là cái thời gian mình cảm thấy mất cái mood để làm vlog nhất, tại vì cái vấn đề là việc âm thanh á là cái chuyện mà mình quan tâm nhiều nhất thì lại không bao giờ khắc phục được hết á. Và chưa có nghiên cứu xong cái chuyện này thì dịch nó đã tới, nên là mình lại phải bỏ ngỏ cái vấn đề này qua một bên. Nên là mong là các anh em thông cảm. Dịch nè, mình vừa có công việc phải lo nhiều nè, chuyện gia đình phải lo nhiều nè, giờ cả cái mood để làm cái video. Khi mà mình làm một cái video ra mà nó không có được tốt, không có được chất lượng tốt thì mình cảm thấy rằng là không chấp nhận được về bản thân mình đó. Cho nên là mong là anh em sẽ hiểu lý do vì sao mình lại làm như vậy và không có quay video clip nhiều. Đấy, thì được hôm nay chắc chia sẻ cho anh em cho nhiều một chút xíu, tại vì từ giờ đến khi mà hết dịch không biết còn bao lâu nữa. Video này chắc mình sẽ không có cắt và mình sẽ để full từ đầu đến cuối cho anh em luôn. Chắc chắn là sẽ có thể là sẽ trừ ra những cái đoạn mà nó cảm thấy nó chán quá thì mình sẽ cắt ra, được không? Đây thấy mỗi ngày đều có rất là nhiều xe cứu thương chạy qua phía nhà mình rồi chạy qua phía công ty. Gần như là cứ khoảng 15-20 phút là lại nghe một tiếng xe cứu thương một lần. Làm cho mọi thứ nó trở nên căng thẳng hơn. Anh em ơi, nhường đường đi anh em ơi. Ui trời. Yeah, that's it. Phải vậy chứ. Phải thế chứ. Không biết tình hình khó khăn như vậy rồi mọi người sống làm sao. Mình không phải là chủ của một cái gì hết nha, mà mình đã thấy nó rất là khó khăn rồi. Những người làm chủ không biết là một ngày vứt ra bao nhiêu, mấy chục triệu tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền gọi ra những cái nhu yếu phẩm, rồi tiền điện nước, tùm lum thứ hết đó. Chắc là những người làm chủ họ sẽ là người khổ nhất. Mọi người đừng nghĩ là làm chủ và có tiền là sướng nha, không có đâu. Một ngày mà không làm việc đó là mất hết tất cả mọi thứ như chơi. Tội nghiệp lắm. Shipper quá trời đồ. Cái đoạn đường này là cái đoạn đường mà bị gạt đua nhiều nhất trong suốt những cái đoạn đường mà mình đã từng đi. Cái đường này là cái đường mà kiểu như là người ta gọi gì ta thiếu sự bình tĩnh nhất luôn. Đua đèn đỏ đèn xanh lên cái là đua. Má mình đi mà mình thấy mệt óc luôn.
anh em sẽ không thấy, nhưng đây là shop với tổ clothing của mình nè, và nó đã đóng cửa được ít nhất là một tháng rồi. Thật sự là má kinh doanh thật sự là nó khó khăn, khó khăn vãi đái luôn má. Và chắc chắn mình biết là không phải riêng mình đâu má, thấy tội thiệt, tội thiệt cho tất cả những người mà họ đang làm chủ doanh nghiệp. Tội nhất là chủ của mình đang, mình đang làm việc cho bạn Đức, chủ của mình hồi xưa mà chạy dít ngang á, trời ơi thấy gồng gánh hết chi phí này chi phí khác, thấy tội. Ra quận nhất cho anh em coi nha. Xin lỗi anh em. Rồi xe hơi đi vào đường cấm xe hơi, chết rồi. Nè anh em thấy nè, có cái biển cấm xe hơi. Má, mình không biết làm sao để show cho anh em biển cấm xe hơi, nhưng mà ở đây cấm xe hơi thật. Má, nhiều người kiểu họ không biết á, trời họ đi vô đây xui cho họ. Tại vì biển nó cũng khó thấy lắm, mà phải là kiểu dân địa phương ở đây mới hiểu. Về ở đây đi ha. Chạy ra phía phố đi bộ không ta? Chắc được. Ở đây đi.
bye.